Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel tâm học của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tô móng tranh, đó là hình ảnh chân dung khuôn mặt cô gái có chiếc sừng trâu và đang thè lưỡi nhá, cùng tô màu với mình nhá. Chiếc lưỡi mình sẽ tô màu đỏ và đôi môi màu đỏ. Chiếc sừng mình sẽ tô màu xám. Mái tóc mình sẽ tô màu nâu.
các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh nhảy chân dung cô gái có chiếc sừng và đang thè lưỡi nha. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào.